Và sự yêu mến của người hâm mộ dành tặng cho Trần Khánh Linh của chúng ta rất nhiều. Và cô bé đang phải rất vất vả để mang hết tất cả món quà được tặng. Và chúng ta sẽ chờ đón xem đại diện Trần Khánh Linh đến từ Việt Nam của chúng ta sẽ được bao nhiêu điểm với phần thi xuất sắc vừa rồi, thưa quý vị.